Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, khi nói đến nhân quả là nói đến sự tương quan, tương duyên mật thiết với nhau bằng những hành động do chúng ta làm ra. Làm lành thì được hưởng phước báo an vui hạnh phúc, làm ác phải chịu quả khổ đau vô cùng tận. Đó là một sự thật công bằng. Chúng ta có thể qua mặt được pháp luật, nhưng không thể chạy trốn tòa án nhân quả được khi hồi đủ nhân duyên. Xung quanh nội dung này, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện nợ đời kiếp trước, kiếp này phải trả, nhân quả công bằng. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật đưa ra thí dụ rất hay. Có một nắm muối, nếu ta bỏ vào ly nước nhỏ thì ly nước ấy sẽ bị mặn, ta không thể uống được. Cũng cùng một nắm muối đó, nếu ta bỏ vào một lu nước lớn, tuy nắm muối có hòa tan, nhưng vì nước trong lu quá nhiều, cho nên nước hơi mang mặn, ta có thể dung xài hoặc giải khát tạm thời được. Cũng cùng một nắm muối đó, ta đem bỏ vào một hồ lớn, tuy có nắm muối bỏ vào, nhưng nước trong hồ quá nhiều, vì vậy nắm muối không thể chi phối được, do đó ta có thể dùng xài bình thường. Nhà Phật đưa ra thí dụ cho nắm muối là nghiệp xấu ác, còn nước là nghiệp thiện lành và khả năng tu tập của mỗi người. Tuy trong nhà Phật có nói rằng, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, nhưng nhân quả do hành động của mình tạo ra từ thân, miệng, ý, thì cũng từ chính mình ta có thể thay đổi, chuyển hóa được. Cũng như trước kia, lúc còn nhỏ, quý vị chưa biết hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Đến khi lớn lên, hòa vào đời sống cộng đồng, quý vị thấy người ta làm điều đó, rồi quý vị bắt chước một vài lần. Nếu ai chịu tiếp tục huân tập một thời gian, thì quý vị cũng biết hút thuốc, biết uống rượu, biết cờ bạc như ai vậy. Rồi thời gian trôi qua theo năm tháng, quý vị có duyên được đến chùa học hỏi, nghe pháp biết tu tập. Quý vị thấy rằng đây là những nghiệp tập không tốt đẹp, hao tiền tốn của, dẫn đến bệnh tật đau yếu, làm cho vợ con, người thân trong gia đình lo âu sợ hãi, làm giảm đi niềm an vui hạnh phúc. Khi chúng ta biết rõ đây là những tập nghiệp xấu, thì từ đó ta ý thức, biết được sự tác hại của nó. Quý vị tự từ bỏ, chứ không phải ai ép ta bỏ được. Nếu như quý vị không ý thức, không chịu từ bỏ, thì dù cho Đức Phật hiện tiền cũng không thể nào giúp quý vị bỏ được. Nắm muối bỏ vào ly nước là Đức Phật thí dụ cho nhân nào quả nấy, để ám chỉ cho hàng người buông trôi theo số phận, chẳng chịu cố gắng làm lại cuộc đời. Vì nghĩ rằng số tôi như thế mà chấp nhận sống trong đau khổ lầm mê. Nắm muối bỏ vào lu nước lớn là thí dụ cho người đã cố gắng thay đổi bỏ bớt, nhưng không bỏ được hoàn toàn, dù sao thì cũng đỡ hơn hạng người trước. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni ở nước Xá Vệ, một buổi sáng, Ngài dẫn theo đồ đệ đi vào thành. Trong thành, người đến người đi vô cùng đông đúc. Từ xa, Phật Thích Ca Mâu Ni và các đồ đệ nhìn thấy một ông lão đang khóc lóc vô cùng thương tâm. Ông lão ấy vừa khóc vừa cất giọng rao hàng với một thanh âm buồn bã và bi ai. Trong chiếc giỏ của ông lão có một con cá mới được vớt lên từ dưới sông. Nó đang nằm giãy giụa như thể biết trước được cái chết đang đến cận kề. Ông lão vừa rao hàng vừa oán giận nói: "Tại vì sao con trai tôi còn trẻ như thế mà chết rồi? Khiến cho cái thân đã già đến thế này mà còn phải đi chợ bán cá đi. Ông trời ơi, ông thật quá bất công." Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đi qua, Ngài không nói gì mà chỉ khe khẽ thở một hơi dài. Họ lại đi về phía trước và nhìn thấy một con lợn chết, toàn thân đều đã thối rữa, bốc lên mùi hôi tanh khó chịu. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đi qua, Ngài cũng không nói gì mà chỉ khe khẽ thở một hơi dài. Lúc ấy Tôn giả A Nan đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy sư phụ thở dài như vậy thì cho rằng
nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì thì vị tôn giả cũng không biết. Tôn giả A Nan giữ mãi thắc mắc ấy trong lòng. Đến lúc Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đã tọa và các vị tôn giả khác đã ngồi vào chỗ của mình, tôn giả A Nan mới đi đến trước mặt Phật Thích Ca Mâu Ni quỳ lại. Phật Thích Ca Mâu Ni liền hỏi: "A Nan, con có điều gì muốn hỏi sao?" Tôn giả A Nan nói: "Thưa thầy, trong lòng con có một thắc mắc. Những tiếng thở dài của thầy sau khi nhìn thấy ông lão bắn cá và con lợn chết thối rữa là vì nguyên nhân gì?" Phật Thích Ca Mâu Ni nói: "A Nan, điều đó thực sự là có nguyên nhân. Ta sẽ giải thích cho các con nghe. Ông lão kia có vẻ mặt thống khổ như vậy, nhưng ông ấy cũng không biết được rằng mình quanh năm suốt tháng đánh cá, có biết bao sinh mệnh đã từng nằm trong lưới mà dãy dụa. Khi xa lưới thì mạng của chúng cũng mất. Con trai chết trẻ khiến cho ông ấy bi thương thống khổ, oán trời oán đất. Ông ấy chỉ biết nỗi đau của mình, nhưng lại không nghĩ đến nỗi khổ của chúng sinh. Trở nên ta thở dài về sự ngu si của chúng sinh thiên hạ. Còn con cá kia, trong kiếp trước nó là người trời, sinh sống trên thiên giới. Nhưng khi phúc nhận đã hết, nó phải chịu quả báo nhãn tiền, bị chuyển sinh thành động vật dưới nước. Giờ đây đã bị ông lão kia bắt được, sinh mệnh đang chờ chết. Điều khiến ta thở dài chính là con cá ấy. Tuy rằng kiếp trước sống có tạo phúc, nhưng khi phúc hưởng hết rồi thì phải chịu quả báo mà đầu thai làm cá. Cá rời khỏi nước thì mạng tức sẽ hết. Đây chính là bởi đã không duy trì tạo phúc liên tục. Còn con lợn chết kia, trong kiếp trước, nó là người có quyền thế, cũng vì hưởng hết phúc báo trong nhân gian, nhưng lại luôn tự cao tự đại, trong lòng không coi ai ra gì. Kiếp này phải chịu đầu thai thành lợn, phải chịu báo ứng mà chết. Toàn thân của nó thối rữa, khiến cho người đời ghét bỏ. Đây hết thảy đều là nhân quả, cho nên nhân duyên quả báo đều là tự mình làm, tự mình chịu. Quả thực con người trải qua hàng bao nhiêu kiếp, đầu thai luân hồi cũng là trả nợ hay hưởng duyên kiếp trước. Nếu kiếp trước từng nợ nần ai, kiếp sau chắc chắn phải hoàn trả. Bất kỳ sự can thiệp nào đều là trái tự nhiên, và khoản nợ đó sẽ muôn phần nặng hơn. Từ đó mà suy ra rằng, nếu gặp bất cứ ai xử tệ với mình, đừng vội giận dữ và tính chuyện trả đũa họ, bởi biết đâu là ta đang hoàn trả nợ kiếp trước. Và nếu không chịu hoàn trả, có thể khoản nợ đó sẽ còn nặng nề gấp bội về sau này. Đa số mọi người đều nghĩ đến hưởng thụ, việc mình muốn thì không gì là không dám làm. Có những người công việc có chút khổ cực thì không nguyện ý gánh vác mà lại so đo với người khác. Đây đều là những hành vi trong cuộc sống thường ngày tạo thành quả báo trong tương lai. Chúng ta hãy thường xuyên suy xét và kiểm soát chặt chẽ từ ý nghĩ tới lời nói cho đến hành động mà có hại cho mình và cho người thì ta nhất quyết không làm. Còn những gì ta thấy có lợi cho mình và người thì ta cố gắng làm không bỏ qua, dù cho đó là một việc rất nhỏ. Nhờ tâm phát nguyện rộng lớn như thế, ta sẽ vượt qua được những chướng duyên nghịch cảnh trong cuộc đời. Vì sao? Vì theo đạo lý nhà Phật, ai sinh ra trong cõi đời này, hầu như không ít thì nhiều, từ lớn đến nhỏ, dù không làm ác nhiều cũng làm ác ít. Bởi vì chúng ta chưa có sự hiểu biết chân chính, chưa có lòng tin nhân quả vững chắc. Do đó chắc chắn ai cũng có sai lầm. Ngày nay, chúng ta may mắn gặp được thầy lành bạn tốt, có đầy đủ phúc duyên. Tuy điều kiện của chúng ta không được tốt đẹp trọn vẹn như người khác, nhưng ta không có gì phải buồn phiền khổ đau trách móc, đổ thừa tại bị thì là. Bởi vì chúng ta biết Phật Pháp, biết thực hành những lời Phật dạy, biết rõ nhân nào
dẫn đến sa đọa khổ đau, nhân nào dẫn đến an vui hạnh phúc. Nhờ vậy chúng ta cố gắng dứt khoát chừa bỏ thói hư tật xấu, ngay cả trong ý nghĩ, và thường xuyên tu tập mỗi ngày để soi sáng lại chính mình. Nếu ta chưa đủ khả năng tu tập về thiền quán thiền trực, thì ta cố gắng tu tập theo phương pháp niệm Phật Bồ Tát, tức là ta nương theo câu niệm Phật để cho tâm không bị tán loạn, niệm danh hiệu vị Phật nào mà ta thích. Thí dụ, ta thích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì ta niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta thích Phật A-di-đà, ta niệm Phật A-di-đà. Nếu ta thích Bồ Tát Quán Thế Âm, thì ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Bất cứ danh hiệu Phật nào, danh hiệu Bồ Tát nào, nếu ta nhiếp tâm, trì chí, hướng về Đức Phật đó, để tự chiêm nghiệm soi sáng, thì ta sẽ vượt qua những chướng ngại, tai ương trong cuộc đời này. Tuy thân này phải chịu quả đau khổ, nhức nhối bệnh hoạn đau yếu, nhưng tâm của ta vẫn trong sáng, lặng lẽ chiếu soi. Thân này tuy đau, nhưng tâm ta thường biết rõ ràng, nên ta luôn được bình yên, hạnh phúc. Khi đau, ta biết thân này đau, vì nghiệp tập nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo tạo trong quá khứ. Nay ta biết được hậu quả của nó, làm cho mình khổ đau, thì ta nhất quyết không để cho tái phạm nữa. Đến khi hồi đủ nhân duyên, thì nghiệp xấu sẽ hết. Nhờ vào tinh cần tu tập, mà ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, vươn lên và vượt qua cạm bẫy cuộc đời. Theo định luật nhân quả, thì có dây, ắt phải có trả, gieo gió gặt bão. Nếu nói một cách cứng nhắc như vậy, vô tình chúng ta cho rằng luật nhân quả là cố định, là bất biến. Điều đó chỉ đúng một phần, chưa đúng hẳn. Vì sao vậy? Nó chỉ đúng đối với những hàng người bèo dạt mây trôi, không đủ ý chí và nghị lực để buông xả thói quen xấu của mình. Cho nên, lý nhân quả rất tế nhị và sâu kín nhiệm màu. Chúng ta thường nghe nói nhân nào quả nấy, trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Ai nói như vậy là chưa hiểu thấu lý nhân quả. Đạo Phật nói lý nhân quả là một chuỗi dài thời gian mang tính cách ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Khi ta gieo nhân, phải trải qua một thời gian nhất định nào đó, nhanh hay chậm là tùy theo những duyên phụ thuộc mới cho ra kết quả. Thứ nhất, nhân nào quả nấy, hay còn gọi là hiện báo theo nhân liền gặt quả, như người đói bụng ăn cơm liền no, đó là nhân quả hiện tiền. Vừa gieo nhân là có kết quả liền. Vì vậy mà người ta dễ hiểu lầm vấn đề nhân quả với số phận. Nó chỉ đúng và phù hợp với hạng người bèo dạt mây trôi, không chịu cố gắng vươn lên làm lại cuộc đời. Hạng người này không cần tìm hiểu, suy xét quán chiếu, chỉ sống trong phong tục tập quán, ai như thế nào, mình như thế nó. Thứ hai là, gieo nhân thì phải chờ thời gian mới cho ra kết quả. Thí dụ, muốn có trái mít để ăn, ta phải có một hột mít trồng xuống đất, rồi phải chờ đến 3-4 năm sau mới có trái mít. Nhưng nếu thiếu sự chăm sóc hay thời tiết không phù hợp, chưa chắc ta đã có trái mít. Biết như vậy, chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh mà tạo ra kết quả sai biệt, không nhất thiết phải nhân nào quả nấy. Trong thời gian tu học tại Thiền Viện Thường Chiếu, chúng tôi thường nghe sư ông nói nhân hoa quả cỏ. Bởi vì sư ông đem gieo hạt giống của hoa, nhưng do khâu chăm sóc không chu đáo, bị kiến tha hạt giống hoa đi mất. Một thời gian sau, sư ông chỉ thấy cỏ mọc đầy, chẳng có hoa nào cả. Trong lúc đó, sư ông chúng tôi cứ miệt mài tưới hàng ngày. Kết quả cỏ lên rất tốt. Sư ông chúng tôi tưởng đó là những cây hoa đang phát triển. Nào ngờ, khi kiểm tra lại thì toàn là cỏ. Như vậy, nói nhân nào quả nấy thì không đúng hẳn, tùy theo điều kiện nhân duyên mà nó cho ra kết quả. Chúng ta không thể nói một chiều nhân nào quả nấy một cách cứng nhắc như vậy được. Nếu nói nhân nào quả nấy, thì những người tu hành như chúng tôi có lợi ích gì đâu.
Xưa kia lỡ tạo nhân ác, thì ngày nay dù có tu hành vẫn chịu quả ác. Vậy tu hành để làm gì? Khi hiểu như vậy rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm mới lại chính mình bằng những việc làm thiết thực, có lợi ích cho người và vật. Khi xưa ta chưa biết tu, thì ta gieo nghiệp lường gạt, trộm cướp, làm khổ đau cho mọi người. Nay ta biết tu rồi, nhờ quán chiếu, xem xét, ta thấy đó là nhân dẫn đến đau khổ mê lầm, làm tổn hại cho nhau. Dứt khoát ta không làm nghiệp trộm cướp nữa, thì ngay nơi đây, nhân xấu bắt đầu chấm dứt. Như chúng ta đang chạy xe với tốc độ nhanh, khi thắng gấp lại thì cái trớn của nó cũng xa hơn xe chạy tốc độ chậm. Cũng vậy, ai tạo thói xấu nhiều thì cũng chậm hơn người bình thường. Những người xuất gia tu hành thọ dụng vật thực của đàn na tín thí, nhờ sự giúp đỡ của Phật tử về phương tiện vật chất, tiền bạc, của cải. Như vậy, chúng tôi có phải trả món nợ nhân quả này hay không? Nếu chúng ta cứ khẳng định nhân nào quả nấy, giấy tiền trả tiền, giấy bạc trả bạc, thì chắc chắn người xuất gia không thể trả nợ được. Vì sao? Vì người xuất gia tu hành thọ nhận sự cúng dường của đàn na, tín thí, nhưng họ trả những món nợ vật chất ấy bằng hình thức khác. Người xuất gia tu hành thọ nhận sự cúng dường của đàn na tín thí, họ phải trả món nợ ấy bằng sự tu hành chân chánh, hóa độ chúng sanh, truyền bá lời dạy của Đức Phật, chỉ cho mọi người biết được nhân nào dẫn tới an vui hạnh phúc, nhân nào dẫn đến sa đọa khổ đau, thì coi như trả cái nợ cơm áo gạo tiền. Bởi tiền bạc của cải, quý Phật tử giúp cho tăng ni ăn thì hết, còn chúng tôi hướng dẫn chỉ dạy cách sống làm người tốt, không làm tổn hại cho ai, thì coi như chúng tôi đã trả nợ rồi. Chỉ sợ những ai không chịu tu hành đàng hoàng, rồi giáo hóa chúng sinh, mới phải chịu mang lông đội sừng mà thôi. Tiền bạc quý Phật tử giúp ăn 5-3 tháng thì hết, hoặc nhiều lắm được dài 3 năm là cùng. Chứ chánh pháp của Phật Đà trao lại, quý Phật tử có thể ứng dụng cả đời cũng chưa hết. Còn thừa làm hành trang mang đến sử dụng ở kiếp sau. Vì vậy, trong các bản kinh Đức Phật thường hay nói, trong các hạnh bố thí chánh pháp là thù thắng hơn tất cả, vì giúp cho mọi người được an vui hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Thí dụ, như người mới sanh ra bị bệnh hoạn tàn tật suốt đời là do kiếp trước gieo nhân đánh đập hành hạ chúng sinh, cho nên ngày hôm nay phải chịu nhận hậu quả khổ đau như thế. Đời này tạo nhân xấu, đời sau mới chịu quả báo. Điển hình như câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong một kiếp quá khứ. Trong lúc vui chơi, Ngài cầm cây gõ vào đầu con cá 3 cái. Vậy mà đến khi thành Phật rồi, Ngài vẫn phải chịu quả báo nhức đầu 3 ngày. Vì thế, nhân quả theo ta như bóng với hình, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không bao giờ bị mất. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp của thế gian, nhưng không thể nào trốn tránh quá trình diễn biến của nhân quả. Người biết tu, khi gặp quả xấu đến thì không đổ thừa tại bị thì là gì hết, mà luôn biết rằng tất cả đều do nhân xấu của mình tạo khi trước. Nhờ vậy, ta chỉ cố gắng tu hành thì từ từ quả xấu đó sẽ hết. Do đó, tất cả quả tốt hay xấu mà chúng ta đang thọ nhận ngày hôm nay, gốc từ chủng nhân ta đã gieo trồng từ thuở trước. Cho dù ta có tu thành Phật đi chăng nữa, vẫn phải chịu quả báo nhiều đời còn sót lại. Chỉ có điều, người tu hành chân chính, khi quả xấu đến, chấp nhận chịu mà không oán than, trách móc một ai, cho nên an nhiên tự tại. Lời Phật dạy về cha mẹ và con cái đều là duyên kiếp trước. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần được yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Có những duyên lành bố, mẹ, con cái đến với nhau, mang cho nhau hạnh phúc. Thế nhưng không phải cha mẹ nào cũng đều hy vọng mọi thứ cho con.
không phải cha nào cũng biết lo toan đầy đủ. Con cái có người hiếu thảo, có người bỏ mặc bố mẹ, mọi thứ đều có nhân duyên. Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có bốn loại nghiệp duyên. Loại thứ nhất là báo ân. Con cái đầu thai để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ từ kiếp trước. Loại thứ hai là báo oán. Con cái ở kiếp này để báo oán những tội lỗi mà cha mẹ đã gây ra cho họ từ kiếp trước. Loại thứ ba là đòi nợ. Kiếp này con cái sinh ra để nhận lấy số tiền mà kiếp trước cha mẹ đã nợ họ. Loại thứ tư là trả nợ. Kiếp trước con cái nợ nần cha mẹ, cho nên kiếp này con đầu thai làm con để trả nợ. Nhiều người đã từng làm khổ nhiều cô gái hoặc tính tình lăng nhăng thì thường sinh ra nhiều cô con gái. Số phận của những cô con gái đó sướng khổ thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp lực mà bố mẹ đã tạo ra trong quá khứ. Nhưng nếu người bố sinh nhiều con gái nhưng vẫn hết lòng thương yêu vợ con, sau này các con sẽ vô cùng có hiếu. Nếu ác nghiệp kiếp trước đã hết, lại được thiện nghiệp kiếp này dung dày, thì cuối đời chỉ cần ngồi hưởng hạnh phúc, gia đạo yên vui, con cái đến hồi báo hiếu. Con cái đối với cha mẹ, thứ nhất, được nuôi dưỡng, sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Cá nhân được nuôi dưỡng, sinh ra quả nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tuy nhiên không phải ai cũng được may mắn như vậy, nên dù không được nuôi dưỡng thì vẫn nên có tâm phụng dưỡng cha mẹ. Tuy nhiên, không ai cũng đủ năng lực để có thể nuôi dưỡng cha mẹ, thậm chí cha mẹ vẫn đang phải cung cấp tiền bạc để đảm bảo cuộc sống cho con. Bù lại, con phải có cuộc sống lành mạnh, vẫn phải có lòng chăm sóc thăm hỏi, tránh làm cho cha mẹ buồn bực vì những thói hư tật xấu của mình. Thứ hai, làm bổn phận đối với cha mẹ. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, tùy theo điều kiện của mình, chúng ta lo cho cha mẹ sao cho tinh thần yên vui, cuộc sống đầy đủ. Phật dạy, nếu nam nữ nào theo lời mẹ dạy, dân thuận, không trái, chư thiên hộ niệm, phước lạc vô biên. Nhưng không phải bố mẹ nào cũng tốt, cũng làm điều đúng. Phật cũng dặn dò, nếu cha mẹ khởi tà kiến, thì nên giúp cha mẹ có chánh kiến. Nếu cha mẹ làm việc ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng đường thiện. Con cái phải học tập để có trí, mới biết việc nào dẫn đến kết quả xấu, việc nào đưa đến kết quả tốt lành mà tránh. Mới biết khuyên ngăn khích lại cha mẹ, làm cho đúng pháp. Dùng những lời lẽ phù hợp để khuyên ngăn cha mẹ không làm việc xấu mà không khiến họ buồn. Thứ ba, giữ gìn gia đình và truyền thống. Truyền thống gia đình là điều đáng để nâng niu. Tất nhiên, những hủ tục thì nên loại trừ. Thí dụ, truyền thống trong nhà, anh em trong nhà thương yêu, cùng nhau tạo dựng hạnh phúc, dạy con ngoan ngoãn, hiếu hạnh với cha mẹ mình, làm việc nên phát quy. Thứ tư, làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Khi di mẫu qua đời, Đức Phật đã đích thân làm lễ cúng dường, nhất định cần thiết cho việc báo hiếu. Tang lễ thế nào? Vẫn có hai việc cần làm là không sát sanh và cần bố thí cúng dường, không dung giải đồ ăn thức uống phí phạm, cúng được cỗ chay càng tốt. Bố thí là thí cho người nghèo khó, không của thì mang công sức giúp người, dùng đó hồi hướng. Lấy tiền phúng điếu đem tặng các viện mồ côi, dưỡng lão, cũng là hình thức bố thí. Làm vậy, người chết được phước một phần, người sống được sáu phần. Thứ năm, bảo vệ tài sản, thừa tự. Được thừa tự tài sản là một trong các phước báo. Bảo vệ tài sản thừa tự chính là bảo vệ phước báo của mình. Tài sản cha mẹ để lại, nếu thấy phá sản cha mẹ sẽ buồn. Vì thế, bảo vệ tài sản thừa tự giúp cha mẹ vui, cũng là phụng dưỡng cha mẹ
ở mặt tinh thần. Nếu khiến cho tài sản đó được phát triển thì càng tốt hơn nữa. Cần phát triển nó bằng hướng lương thiện. Có thể dùng phần nhỏ để cúng dường tam bảo, bố thí, giúp đỡ anh em, người nghèo khó, bệnh hoạn, lỡ thời. Cha mẹ đối với con cái. Theo lời Phật dạy, người Phật tử khi làm cha mẹ phải có bổn phận thương yêu, nuôi nấng, giáo dục con cái trưởng thành về thể chất, tinh thần, nhân cách, đạo đức, tạo dựng nghề nghiệp và khả năng tự lập cho con cái. Thứ nhất là yêu thương con cái. Nuôi nấng con cái là nền tảng đạo đức, là trách nhiệm thiêng liêng, cao quý của người làm bố, làm mẹ. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng đừng buồn giận. Chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta làm trong quá khứ mà thôi. Cha mẹ dạy con điều hay, tin sâu nhân quả, tránh ác làm lành, tin chính mình là chủ nhân của bao điều quả phúc. Nhờ vậy, con cái khi khôn lớn trưởng thành sẽ biết cách hoàn thiện chính mình. Vì quá yêu thương con, nhiều người làm việc ác, điều gian để có tiền. Hãy đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp, có thể kiếp sau quả báo mới tới. Nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Thứ hai, cung cấp cho con cái đầy đủ. Trong khả năng của mình, cha mẹ phải có trách nhiệm với con cái là không để chúng thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Trên phương diện tinh thần, cha mẹ phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc, chia sẻ hỏi han để động viên con cái vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thứ ba, tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con cái. Không chỉ đối với lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, mà Phật giáo luôn lấy nhân quả làm nền tảng để giáo dục, vì đã loại bỏ yếu tố ỷ lại vào người khác và phát triển năng lực làm chủ bản thân. Khi được bố mẹ hỗ trợ định hướng trong nghề nghiệp, nhưng chính bản thân con phải độc lập và tự lực phát triển. Thứ tư, tìm nơi chốn xứng đáng để dựng vợ, gả chồng. Bố mẹ còn phải chăm lo đến đời sống lứa đôi cho con cái, đưa ra những lời khuyên giúp con tỉnh táo hơn trong việc chọn một nửa yêu thương. Tuy nhiên vẫn tôn trọng quyết định đời sống hôn nhân của chúng. Chúng được quyền lựa chọn theo nhân duyên của mỗi người. Ngoài việc truyền trao kinh nghiệm trong hôn nhân cho con cái, các bậc cha mẹ còn phải hướng dẫn con cái chọn lựa người bạn đời thích hợp để đảm bảo hạnh phúc cho gia đình. Thứ năm, giao hết của cải cho con cái ở thời điểm thích hợp. Theo lời Phật dạy về cha mẹ và con cái, trước khi qua đời để lại di chúc và tài sản thừa tự cho con cái. Nội dung di chúc như thế nào, cha mẹ có toàn quyền quyết định khi còn minh mẫn. Có nhiều bậc cha mẹ đã không nghĩ tới chuyện này khi còn khỏe mạnh, là nguyên nhân anh chị em tranh giành tài sản do cha mẹ để lại dẫn đến gia cảnh tan nhà nát cửa. Phật dạy, luật nhân quả chớ xem nhẹ, kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đó. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại điện ông cấp cô độc. Khi bây giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời người, đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch với Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau? Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược
mà lên ngôi cao. Có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm. Có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn. Kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại lát mắt, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai, con gái, có kẻ thì cô đơn một mình. Có kẻ đi tha hương, đói rét, lang thang. Có kẻ được vào cung vua ở triều, ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thật thà, vô tội, lại bị bắt bớ, giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ, con hiếu thuận, kính giản nghĩa. Có nhà anh em bất hòa, đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ. Có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu, khốn cực. Có người ở như tổ quạ, hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ lại dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai gốc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cúi xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau. Vì thế, cho nên muôn sai dạng diệt, người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùn thấp là do đời trước khinh mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẵn tiếp ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay biết lật là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm mắt sâu thủng mang quạt môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tay là do đời trước hay dùi thủng tay xanh giật. Kẻ tàn hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát.
Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông vào. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị chấn hốc là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độ là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lận. Người đời nay ham muốn hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào, phường chèo tái sanh. Người đã tham thời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dùng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có năm căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ, người ta chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm do chính họ khi chết đọa làm loài chim công chim sẻ. Người sẽ tiếc kinh thư che giấu trí huệ, không chịu nói. Khi chết, đọa làm loài trùng mọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hãy đeo cung tên súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sát sinh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài, lược thược, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người, hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim vẹt. Kẻ hay chế giễu người, đọa làm loài trăng, rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác, làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói cho người ta bị ương họa, tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sinh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt
gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bần. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương, loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc tấm đức chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn, đánh môi son vào chùa, nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh, màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hành của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật, có 100.000 muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch với Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn Việt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh, hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh kiến, lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế, cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa, chỉ dòm ngó, xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm, chuyên chủ phá hoại mà thôi. Hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả, rau đậu, đánh cắp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết quan. Giặt nước sôi, lò than, núi đao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răn bảo cho các đệ tử của ta, đời mai sau khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành Phật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng ban, sao đọa làm loài tầm, bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành, đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi thiết chi. Đời nay làm kẻ đồ tể giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say sưa, sau khi chết đọa vào địa ngục
uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết quan. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao gấm kiếm thụ. Đời nay là mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục quả xa. Đời nay nói lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ẩu đả, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói dâm dục, nhục mạ người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh, cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng, khi lên đồng giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta, lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng, nhắm mắt và nhìn xuống đất, dối người trên trời, lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào địa ngục cảm yêu. Đời nay làm bà đồng mà bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc các ngọa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng, bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu ngốc để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ mòi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý, chốn cất mồ mã, xem giá trạch, đoán các cung năm họ tiện lợi, an long vận mạch, trấn ác suy quạ để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điều tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rẻ gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết vào địa ngục chấm chích toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá pháp chùa lừa gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra, nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa vào địa ngục. Phật nói làm thân người rất hôi thối, nhớ bẩn, lòng đầy giận túc, khó gần bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay song pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng, ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trọng mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tính phạm phúc hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh, cường tráng, thích dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình mắt kẻ gian phi và ít ngủ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức,
kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thấy dốc nhỏ bé, ham dâm dục, ý chẳng kiên định, thấy sắc đẹp, sinh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người có mắt sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tính giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, một gỗ được tái sanh. Người hay ngồi yên một mình, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách, ăn trộm, tham của, đầy lòng oán giận, không có tình, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sinh như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới, bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si, chẳng hiểu đạo, không tu hành, chết đọa vào loại voi, lợn, trâu, dê, rận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc, câm ngọng, gù công, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ tấm, đống phân, hoặc làm loài lừa, chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mày, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền, lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục dục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn bị súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai, ăn đêm, sau khi chết, đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, luốt bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chắp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chắp tay và năm hệ xuống đất, trí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con mắt lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay binh vợ, mắng cha, mắng mẹ, khi chết đọa vào trong địa ngục cảm thiện. Phật lại bảo A Nan tôi rằng, như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thiện ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sinh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho bao chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là vợ bên nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau sanh làm người, lại phải bị hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là
bị họ hàng phá hoại hay là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hay là có nói ra điều gì thì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là lời nói ra chẳng ai tin, hay là lời nói không được rành rõ. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hay là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hay là thường bị người ta hãm hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải bị hai thứ quả báo, một là thường sanh vào nhà tà kiến, hay là tâm thường định hót, không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết, nghiệp thập ác là như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bây giờ trong đại chúng, có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các người hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sinh, chúng làm việc phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thế chủ, đứng ra xây cất chùa, tháp tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh, trăm dân, khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp dương trung chánh, duy na luân chủ, đời sau sẽ được làm dương thần phủ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể bốn đường khai thông. Đời nay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào khung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí mà từ tâm nuôi dưỡng sinh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người khác thức ăn uống, đời sau sinh nơi bếp trời, sức lực đầy đủ, thông minh, trí huệ, biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loại súc sanh được mắc tội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bối báo. Cúng dường thầy tỳ kheo thì được giới dạng bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông, đại thừa, giảng, tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tầm mắt, được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc, người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cũng món ăn mà được phước báo vô lượng. Như thế, nếu hay thường cúng dường, thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay sách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghiêm, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người ta qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trong mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn giúp chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng miệng đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường gia hộ là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng phú. Đời nay
hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo. Mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi ra đi vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng, các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả, huyện chúng sanh độc tuân tu hành, được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này, sang lòng phỉ báng, kẻ đó ngay ở đời hiện tại, lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó, A Nan tôi bạch với Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì? Và khuyến pháp thế nào? Cúi xin Ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng, kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành, thọ trì như thế. Khi nghe kinh xong, trong chúng có 8 dạng người trời phát tâm, A Nậu Đa La, Nam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình, vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng tín giả sanh các cõi tịnh độ cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.